Tôi là sếp. Ôi! Làm việc ở đây, ai cũng đã phải ký một hợp đồng lao động và trong đó có điều khoản cấm cặp bồ. Mặc dù là bộ phim được chuyển thể remake lại nhưng mà cách dẫn dắt rồi tình huống thì rất là khác, nó gần như là cảm giác như bộ phim mới. Mày rút tiền cho tiền gấp 4 hả? Rất là hài và nó thế đi mẹ. Cao Tấn Phát phản bội. Anh là một vai một người phụ nữ rất là cuồng cút. Bà Nguyễn Thị Phi Vân. Ồ giỏi. Ai cũng có thể đi xem được. Tính chất giải trí thì đặt lên hàng đầu. Đây là một phim rất là nhiều cảm xúc. Và coi xong thì có cười thả ra từ đầu đến cuối phim. Đến cuối phim lại là khóc vì những cái câu chuyện, những cái tình cảm, những cái điều mà đạo diễn truyền tải tới. Ôi, cho răng cái gì mà nó muốn như là cho quậy vậy? Không anh, cái này nó gọi là tình yêu. Mày yêu cho quậy? Hay là có thể đến xem trải nghiệm cảm nhận như thế nào đó, xong rồi sau đó về nhà kêu gọi mọi người trong nhà đi xem bộ phim Bạn Gái Tôi Là Sếp. Hy vọng các bạn khán giả sẽ đến làm ngày 3 tháng 2 để ra mắt bộ phim Bạn Gái Tôi Là Sếp và ủng hộ cho phim thật là nhiều nha. Xin mời quý vị khán giả cùng đến rạp để ủng hộ bộ phim Bạn Gái Tôi Là Sếp vào ngày 3 tháng 2 quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp mọi người vào ngày 3 tháng 2 này nhé. Bạn Gái Tôi Là Sếp. Một ngày làm sếp thì cả đời sẽ làm sếp.